Chào mừng các bạn đến với One Get News số thứ 2. Một tuần nữa lại trôi qua, nhưng tình hình dịch Covid vẫn rất căng thẳng. One Get hy vọng các bạn có thật nhiều sức khỏe và an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện tại nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau cập nhật các thông tin có trong số phát sóng lần này. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về cuộc thi Autodesk ASEAN Innovation of World 2021. Được lên kế hoạch là cuộc thi thường niên nhằm vinh danh các dự án và con người trong khu vực ASEAN về việc sử dụng các công nghệ sáng tạo, bao gồm mô hình thông tin xây dựng BIM và các giải pháp Autodesk trong ngành AEC. Đây thực sự là một thông tin hấp dẫn đối với các công ty trong lĩnh vực muốn trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành và chứng minh năng lực trong thời kỳ số hóa này. Cuộc thi năm nay được chia thành 4 hạng mục với nhiều giải thưởng, sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để quý khách hàng chia sẻ và quảng bá về những thành công của doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ mới tới tất cả các đối tác trong nước, khu vực và toàn cầu. Thông tin chi tiết về thể lệ tham gia, hãy cùng xem link chi tiết ở phần mô tả. Autodesk thường xuyên tổ chức chiến dịch các buổi đào tạo cấp khu vực và quốc tế nhằm nâng cao năng lực của các đối tác trong việc cung cấp giải pháp của hãng tới khách hàng một cách hiệu quả nhất. Trong đó, One Get Vinh Hạnh là đại diện duy nhất tại Việt Nam được tham gia khóa đào tạo Project Management của Autodesk. Autodesk đã chuyển đổi việc quản lý bản quyền từ dạng serial number truyền thống sang dạng name user, hay có thể nói rằng một bản quyền phần mềm sẽ sử dụng cho một người. Người dùng có thể tự kích hoạt bằng cách đăng nhập tài khoản Autodesk đã được gắn bản quyền của mình để sử dụng. Một bản quyền có thể kích hoạt tối đa trên 3 thiết bị điện tử khác nhau. Ví dụ, người dùng có thể vừa cài trên máy tính bảng và trên điện thoại. Lưu ý, cả 3 thiết bị đều thuộc quyền sở hữu của một người dùng và tại cùng một thời điểm chỉ có một thiết bị được truy cập để sử dụng phần mềm. Trong trường hợp kích hoạt một tài khoản bản quyền trên 2 máy tính cho 2 người dùng khác nhau trong công ty sử dụng luân phiên sẽ không đúng theo chính sách và có thể sẽ vướng phải các vấn đề pháp lý nếu Autodesk truy cứu. One Get hy vọng thông tin trên có thể giúp bạn và công ty lưu ý để tránh phát sinh các vấn đề về vi phạm bản quyền. Trong các bản tin kế tiếp, mình sẽ gửi các bạn một số thông tin chi tiết hơn về bản quyền phần mềm Autodesk nhằm giúp các công ty có kế hoạch triển khai một cách hiệu quả. Là một trong những chiến lược trọng điểm trong việc hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ Autodesk trong học tập và nghiên cứu, One Get Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên trong khối lượng tốt nghiệp của khoa cơ khí chế tạo máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thích ứng với tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, các hội đồng bảo vệ đã được triển khai dưới hình thức online. Thầy cô sẽ vẫn có thể đánh giá, đưa ra được những nhận xét bổ ích cho các nhóm. Đợt bảo vệ khóa lượng này có hơn 100 đề tài khác nhau, trong đó nhiều nhóm sinh viên đã ứng dụng những giải pháp phần mềm của Autodesk trong quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm của mình. Rất nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao, giúp giải quyết được các nhu cầu cũng như các vấn đề trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn đang mong muốn phối hợp với trường trong việc triển khai các ý tưởng, hãy liên hệ với chúng tôi để được kết nối nhé! Digital Twin, hay còn gọi là bản sao kỹ thuật số, là xu hướng đang được đẩy mạnh và sẽ còn phát triển nhiều trong tương lai ở nhiều ngành như kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật. Digital Twin được dự đoán sẽ là một phần quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của bất kỳ doanh nghiệp nào trong thời gian sắp tới. Sau một thời gian chuẩn bị và chạy thử nghiệm beta, vào ngày 12 tháng 7, 2021 vừa qua, hãng Autodesk đã chính thức đưa ra thông báo thương mại hóa ứng dụng Autodesk Tandem. Autodesk Tandem có thể được xem là mảnh ghép tiếp theo của hệ sinh thái đám mây Autodesk Construction Cloud nhằm tận dụng tối đa dữ liệu từ BIM giúp người dùng có thể truy cập vào các thông tin của đối tượng, cũng như thêm các trường thông tin tùy biến và hỗ trợ cho công tác quản lý thông tin tòa nhà ngay trên nền tảng đám mây. Trên website của hãng, hiện Autodesk Tandem đang được phân phối theo dạng thuê bao với các gói linh động bao gồm gói miễn phí, gói thường và gói không giới hạn. Bạn cũng có thể đăng ký trải nghiệm ngay gói miễn phí để sử dụng thử các chức năng của phần mềm và đừng ngần ngại liên hệ với One Get Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ. Hiện tại, Tandem vẫn chưa được chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thông báo mới nhất đến các bạn trong thời gian tới. Autodesk NetFab được biết đến là một ứng dụng chuyên nghiệp để sản xuất, cắt, khắc phục sự cố mô hình và chuẩn bị dữ liệu cho máy in 3D. Vừa qua, Autodesk cho phép người dùng NetFab có thể truy cập vào các công cụ của Fusion 360. Theo đó, người dùng đang sở hữu bản quyền của NetFab sẽ được chuyển đổi thành gói Fusion 360 with NetFab và có thể truy cập thêm phần mềm Fusion 360, mở rộng khả năng thiết kế, gia công sản xuất,
quản lý tài liệu thiết kế và nhiều tính năng khác nữa. Autodesk mong muốn với sự thay đổi này sẽ hỗ trợ cho người dùng có thể hợp nhất quá trình sản xuất và thiết kế sản phẩm in 3D một cách tốt hơn. Vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, OneCAD Việt Nam đã tổ chức buổi webinar với chủ đề sử dụng Dynamo để tự động hóa vị trí phần tử MEB. Dynamo là một môi trường lập trình hỗ trợ Revit và một số phần mềm khác của hãng Autodesk, cho phép người dùng sử dụng logic trực quan để thiết kế quy trình làm việc và tự động hóa các tác vụ. Đến với buổi webinar lần này, OneCAD ghi nhận có đến 70 người đăng ký tham gia và gần 50 người tham dự. Chuyên gia phụ trách mạng AEC của OneCAD Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Vĩnh Thuần đã giới thiệu đến người tham dự tổng quan về Dynamo và ứng dụng trong công tác tự động hóa mô đồ, các kiểu dữ liệu trong Dynamo và các tính năng hấp dẫn của phần mềm này. Bạn có thể xem lại video record, OneCAD sẽ để đường link ở phần mô tả nhé. Nhắc đến Inventor Professional, hầu hết chúng ta đều nghĩ về đang sử dụng để thiết kế các sản phẩm cơ khí là chủ yếu. Nhưng với mục tiêu đáp ứng được tất cả các nhu cầu thiết kế, thì Autodesk còn trang bị nhiều module mở rộng, trong đó có Mode Design, cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ thiết kế một bộ khuôn ép nhựa hoàn chỉnh. Với mong muốn giúp người dùng có thể hiểu hơn về module này, ngày 21 tháng 8, 2021, OneCAD Việt Nam tổ chức webinar Thiết kế khuôn với Inventor Mode Design để giới thiệu về cách ứng dụng Inventor trong thiết kế khuôn từ khâu tách khuôn, lên bộ áo khuôn đến thiết kế cơ cấu trượt và mô phỏng sản phẩm. Đăng ký tham gia miễn phí webinar đã lên đính kèm bên dưới phần mô tả. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và chuẩn hóa quy trình thiết kế, công ty cổ phần đồ gỗ Phúc Thắng đã làm việc với OneCAD Việt Nam, đối tác cung cấp các dịch vụ được Autodesk chứng nhận, tiến hành đào tạo và chuyển đổi quy trình thiết kế sản phẩm nội thất với phần mềm Inventor Professional. Dự án được triển khai trong 3 tháng, nhân sự của công ty Phúc Thắng được đào tạo về kỹ năng sử dụng phần mềm, cũng như tư vấn chuyển đổi quy trình từ thiết kế 2D sang thiết kế 3D để có thể tận dụng thêm nhiều hơn những lợi ích từ mô hình. Hiện nay, đội ngũ thiết kế đã đạt được những bước thành công ban đầu, khắc phục được nhiều vấn đề trong quy trình thiết kế 2D cũ. Một số kết quả khi ứng dụng quy trình thiết kế 3D mới có thể kể đến như trực quan hóa thiết kế giúp hạn chế sai sót, cập nhật, đồng bộ thiết kế khi chỉnh sửa, giảm thiểu thời gian bóc tách khối lượng, tạo bản kê chính xác hơn, kế thừa thiết kế, tái sử dụng mô hình 3D một cách hiệu quả. OneCAD đồng thời còn cung cấp một giải pháp add-in trong Inventor để hỗ trợ tự động hóa một số công đoạn trong quá trình làm việc và nhận được những đánh giá tích cực từ đội ngũ thiết kế của Phúc Thắng. Sau thời gian ngắn thử nghiệm với quy trình thiết kế 3D, mặc dù vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhận thấy những lợi ích và định hướng phát triển, ban lãnh đạo công ty Phúc Thắng đã có quyết định giữ vững quyết tâm chuyển đổi và ứng dụng nhiều hơn vào các dự án sản phẩm nội thất của công ty. Các bạn thân mến, vừa rồi mình đã cùng nhau điểm lại một số tin tức nổi bật xoay quanh Autodesk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!